Thảo tô phở ù đây. Năm tô đầu tiên là một tô em ăn hết sẽ là được 200 ngàn. Em lúc đó là em lúc đó là từ chậm. Mày mổ xong mà nó gắp cái xương nó là không có cái răng luôn. Nên nó không phải là nó là một cái người gọi là vì tiền mà bất chấp. Ai tiền nào chung là em đi với anh Linh hay là chút kỳ đi với anh Hùng mà là không phải về tiền cái này này. Phải không? Em kể chuyện mà cô ở sau lưng ngoài nghe câu chuyện nghe đồng cảm mà ngủ luôn. Chào mừng cái nhà đã quay trở lại kênh YouTube và Food nha. Và kế bên mặt đó là em quen thuộc của mình, đó là Tấn Tròn. Hôm nay như Tứ nhiêu ký rồi Tấn? 80 ký. 80 ký mà bị anh dẫn đi ăn đêm nữa thôi, kiểu này là toan rồi. Thì bây giờ đang là 21:44 đó. Ở hiện tại Mập với lại Tuấn đang đứng là địa phận của Hóc Môn cả nhà. Đó thì cái quán này á thì thật sự mình nói lên thì nếu mà ai là tài xế hay là ai mà đi cái tuyến mà Hóc Môn chạy về Tây Ninh á hay hoặc là Củ Chi á thì sẽ biết quán này và ở khu vực Hóc Môn này luôn. Đó là quán phở ù. Đó thì quán này nói tới phở ù thì chiên về phở nhưng mà thật sự thì sẽ có hủ tiếu là mì gói nè. Rồi bò kho rồi nè. Em thích ăn cái gì? Phở à. Phở đúng không? Thì vô bán phở, phở là chính xác nhất. Đó thì ở đây thì bán về đêm cả nhà. Đó thì mình chả biết cái thời gian cụ thể đó. Nhưng mà hồi xưa giờ Mập ăn thì ở đây chắc cũng cả chục năm thì lúc mới lên Sài Gòn tới giờ. Thì hôm nay Mập có cơ hội về Hóc Môn Mập quay. Thì nãy giờ quay ở chợ Hóc Môn là có phá lấu nè, rồi mì vịt tiềm nè. Thì bây giờ tạt ngang quay phở ù cái là đi về luôn. Thì được cái là Tuấn ăn cuối giờ nên nó cũng hơi khuya. Thì gán hôm nay Mập hôm nay nữa, nó nốt hôm nay nữa thôi. Mai Mập tiếp. Mập này thì mai Mập tiếp. Mày nói vậy là thua mày rồi. Đó thì bây giờ thì mình sẽ vô qua trong. Mình order ra cho Tuấn vài tô để nó thử thách lên nha cả nhà. Để coi hôm nay Mập lên rồi coi có dụng hay là vô dụng nha. Thường thường thì em ăn phở chỗ khác, thí dụ như cái tô thập cẩm thì em ăn cả mấy tô? 6 tô. 6 tô đó lại. Vậy là anh order 7 tô cho em. À dạ luôn. Phải mày, hôm nay ăn mày bỏ mướt mày order chứ mày cũng dạ chứ. Thì ở đây thì nếu mà cả nhà đi từ hướng An Sương về hướng Củ Chi thì nó sẽ nằm bên tay phải ra qua cái ngã ba Bùi Môn cả nhà. Thì ngã ba Bùi Môn là Lê Hiền Hà với lại Cờ Hên Hai á. Thì qua đó phải 500 tới một tiếng kém rồi mình không nhớ nữa. Đó là tại nó sẽ có một cái quán phở ù nằm ở trên ngã ba đường Nguyễn Thị Ái với lại quốc lộ 22. Còn nếu mà đi từ hướng Tây Ninh về hướng An Sương thì nó sẽ nằm bên tay trái. Đó thì ở đây là thuộc địa phận là Tân Xuân Hóc Môn đó nha. 3/54 quốc lộ 22 ấp Đình, xã Tân Xuân Hóc Môn. Thì bây giờ mình sẽ vô mình order phở cho Tuấn ăn nha. Ok. Rồi ok cả nhà, thì mình đã tới cái chỗ làm ra những tô phở cả nhà. Ở đây thì chỉ có sườn cây thì phòng cả nhà thấy topping không? Hấp dẫn không? Đó. Rồi nhìn thôi là nó chảy nước miếng rồi. Đó, bên đây thì có gân ở này là đuôi nè cả nhà, đuôi bò nè cả nhà. Đây mình có xin phép quay trước thôi nha. Đó. Rồi. Cao rồi giá rồi cũng là đó. À, còn ở trong đây thì chỉ làm ở những tô phở có tái rồi cả nhà, rồi gân rồi nạm dầu rồi cái kiểu đó. 2:30 tới 10:00 sáng mai. 2:30 chiều tới 10:00 sáng mai. 2:30 chiều tới 10:00 sáng mai cả nhà. Cái tô như vậy là bao nhiêu một tô vậy? 55 ngàn. 55 ngàn tô thập cẩm cả nhà. Thường thường là 45. Dạ bình thường 45 ha. Dạ bình thường thì 45. Còn ai cũng muốn ăn trứng hay là kêu đi cái bình gì thì kêu 5 ngàn trứng. Dạ rồi.
rồi, ok cái nhà ơi, thì ở đây là 6 tô phở ù đây. À, em thấy tô này em theo em đánh giá là tô này nó nhiều hay ít? Nhiều anh. Nhiều hả? Phải chờ. Nhiều phở chứ đâu phải nhiều anh đâu, anh đâu có trong tô phở đâu nhiều anh. Bây giờ chứ ơi, phải ăn. Bây giờ anh cho em chọn cái tô cuối cùng em muốn ăn. Tại sao tô cùng ăn? Ừ, thì em thí dụ như 6 tô này tô nào em sẽ ăn cuối cùng. Em chọn ra một tô đi. Mà anh gửi ra ít nhất vậy? Ít nhất em cảm quan là thấy tô nào ít nhất thì sẽ lợi thế cho em. Tô này ừ, tô này cuối cùng không? Rồi. Thì em sẽ để tô này cuối cùng nha, nhớ tô này ở nhà. Rồi. Thì bắt đầu 5 tô đầu tiên là một tô em ăn hết sẽ là được 200.000. Còn tô cuối cùng không hút nước nha, 5 tô đầu không hút nước nha. Hả? À, còn tô này nếu mà em ăn em hút hết nước luôn sẽ được 500.000 tô này. Hả? À, thấy thương em chưa? Ừ hả à. Thôi bỏ luôn đi, thôi anh không dễ dãi vậy đâu. Rồi nói chung là không hấp nước rồi, tô cuối cùng là hơi khó hấp nước nha. Dạ. Mà nó chọn tô đúng nhiều hành luôn á nha. Nè em quay coi tô đó, tôi em thích đúng không? Dạ anh thêm cho em cái trứng nha. Thôi hay là anh thêm cho em 20.000 con. Bây giờ em review mảnh tô phở rồi, bây giờ anh không bấm thời gian cứ review cho anh cha. Dạ. Anh 2 phút review đi. Okay. Tô phở có gì chồng ơi? À hôm nay coi nè, thánh review nha cả nhà. Gân viên. Viên à. Từ từ thôi, chậm thôi, camera nó không bắt kịp đâu á, em nhanh quá. Đó gì? Tái. Bò. Thịt bò tái á. Dạ. Phở. Bánh phở. À. Hết hả? Đâu thế giới còn gì nữa không? Hết. Có rồi, còn vé. Ừ, vé nữa. Rồi, đó, tô vậy là 55.000 nha cả nhà. Còn tô bình thường nó sẽ là 45.000. Đặc biệt ở đây sẽ miễn phí cho cái nhà trà đá luôn. Đó. Rồi em có đợi nguội gì không? Em có thêm hành ngò gì không? Sao ăn gì vô vị quá vậy? Hả? Ừ đúng rồi, tương ớt kìa. Thánh tương ớt mà. Quên. Trời ăn cơm tắm cũng để tương ớt nữa mà. Em vô hết trong đây luôn cho đỏ cho đẹp nè. Ê. Anh chọc em vậy em có giận anh không? Không có đâu giận. Em có bị phiền không? Không đâu phiền. Không có. Xám xịt trái tim rồi các kiểu cho nó đẹp. Nói rồi, nói rồi chắc nó vứt mẹ anh luôn. Rồi. Sao em không lấy muỗng em ăn? Nhớ là không hút nước nha. Em hút hết nước là bị trừ tiền á. Ngộ bữa ăn muốn bò hết hết nước cũng là nhỏ nữa. Tội nghiệp nhỏ ghê. Em có bị buồn không? Có. Tự nhiên hết hết nước mà cũng bị là không biết xe tự nhiên bị chửi. Ý là đúng rồi, giống như luật lệ đưa ra mà em phá cách đó. Không, ý là hôm bữa là em thấy ăn mà uống á, khi mà ăn giống như là còn mấy cọng uống á, nếu mà muốn ăn hết ra thì phải phát nước, lúc bên nước nó cổ xíu à. Giống như kênh Mập Food, giống như là cái kênh Nữ Công Về Chánh vậy cả nhà. Cái kênh mà của cung đình Huế vậy đó. Là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nha. Mà nói với Tấn thôi nha, còn tất cả mọi người thì bình thường. Rồi thôi, ăn đi em. Cái nhà. Cứ làm những gì mình thích thoải mái nhất có thể. Yeah. Rồi, cho anh 2 phút review cái phở okay. Sao nha, nước phở rồi các kiểu nha. Cái nhà. Ừ. Ăn xong về tắm luôn. Khó luôn. Bò mềm. Sao cháy ngược. Bò mềm. Bò nó mềm không có quá dai. Ừ. Ngon. Review cũng thấy cưng nữa, bò mềm không quá dai. Nó mềm rồi mà sao mà dai được, đúng không? Rồi, tiếp tục. Thời gian cỡ bao lâu rồi? Dạ. Chắc khoảng nửa tiếng rồi chú. 2 tiếng. Sao sợi phở sao? Dai không? Không. Không á. Vậy là phở không ngon rồi. À, chứ kêu Tấn review vậy á, là tập cho nó cách nói chuyện nhiều lên đó nha. Rồi hết mẹ tôi phở luôn rồi. Hai xị. Còn mẹ. Rồi, quýt đi.
tăng tốc lên. Kiểu gì nó không có gió ha, không có gió nó hầm nữa chứ không phải là nó bị ấy. Ừ, không đung đưa luôn. Để anh hỏi nha, đung đưa cho coi nào. Ủa trời ơi. Thấy không? Lùm lơ, thấy không? Đó, đó, đó. Rồi. Mà Mập nghĩ là nếu mà 6 tô phở này mà nếu mà 5 tô húp nước, tô cuối cùng húp nước là chắc nó đơn giản như Tuấn lắm á. Không dễ không? Thấy nhiều clip á thì anh thấy là khán giả hay góp ý với em là em nhai nhiều quá. Em có điều gì muốn nói khán giả không? Có răng ra nhiều quá. Em có điều gì muốn biện minh không? Thì em cũng muốn nói mẹ cũng như là câu chuyện nó cũng hơi dài. Ừ, nói đại đi, nó đâu có bấm giờ đâu, bị dính miếng giấy rồi. Là sao? Ý là từ thói quen từ nhỏ. Dạ, không, thật ra là hồi nhỏ là em ăn nhanh lắm á. Hồi nhỏ là thật ra là em giống như là không nhai luôn á. À. Cơm miệng vô, em nuốt luôn. Ừ. Lúc đó là dễ như là thầy mẹ em á là đi làm đó là không có thời gian á, xong rồi gửi em cho giống như là có mẫu vậy á. Xong lúc em ăn xong tự nhiên lúc đó giống như là có mình có biết là em ăn nhanh này, lúc đó thầy mẹ em không biết luôn. Tự nhiên một xong rồi một tô cơm mà em ăn chắc một phút à. Ý là em nuốt thôi. Nuốt không. Cái này em nói thiệt đúng không? Xong rồi tự nhiên vậy là quan tốc độ chỉ là cái tên thôi. Xong rồi một hồi lúc mẹ em lúc đó là em lúc đó là từ em chậm rồi. Từ từ để em nhớ. Hà nữa. Có rồi. Ăn cơm nè xong bị mắc sưng ké. Đó, xong nó xong đúng rồi. Không có, không phải cho mổ. Mổ hả? Dạ, lúc đó là bị mắc sưng ké dài lắm. À. Không, lúc đó là bà mẹ em cứ nghĩ là em giống như là em cắn trúng á, xong rồi nó nuốt. Nhưng mà sau khi mẹ mổ xong á, nó gắp cái xương nó lại không có gấu răng luôn. Là nghĩa là không cắn luôn, mà nuốt thẳng xuống luôn. Đó. Xong từ đó là không cho em ăn nhanh nữa. Xong đó là giống như là phải bắt em hai nhuyễn luôn á. Hai nhuyễn là mới cho nuốt. Vậy là từ nhỏ, thói quen từ nhỏ là lúc trước là Tuấn ăn nhanh xong nó bị mắc xương cá. Dạ. Xong từ đó là không cho ăn nhanh nữa. Nhưng mà em bây giờ mở khóa kỹ năng ăn nhanh là được không? Nếu mà em không nuốt thì được không? Thì được. Lại còn không khô thì nhưng mà nhiều khi thói quen nó đã hình thành rồi là khó lắm đó nha, khó lắm. Dạ. Chỉ có bây giờ là tập lại thói quen là ăn nhanh lại. Nhưng mà Mập nghĩ là nếu mà tập lại như vậy thì nó cũng không nên cho lắm. Nếu mà em có khả năng em ăn nhiều thì em ăn bao nhiêu lâu cũng được. Còn thí dụ đi thi hay là đi giao lưu mấy bạn thì em có thể ăn nhanh hơn thôi. Yeah. Chứ anh nghĩ là anh bây giờ anh đang tập nhai mà còn không được đây. Mà em nhai em bỏ thì nó cũng không hay lắm. Yeah. À, thì đó nếu mà mình tìm hiểu thì mình sẽ biết cái câu chuyện phía sau đó nha. Yeah. Chứ nó sẽ có mọi điều nó sẽ có một câu chuyện hết. Yeah. Rồi bây giờ thử mở khóa kỹ năng cái tô này thử coi. Thôi trời miếng cá mà nó nuốt luôn à. Miếng xương à? Xương bự không? Dài lắm anh, dài. Trời ơi, trời ơi, dữ gì? Xương này xương như là nó lóc á. Trời ơi, trời, em đưa ra vậy anh tưởng xương ống quyển con chó không? Không, anh ấy lại cái độ dài thôi chứ còn ấy. Trời đất ơi. Chứ là ai cũng tưởng là em giống như là em cắn trúng xong rồi nó nuốt mẹ xong rồi khi hổ rồi lấy cái xương này không bay dấu cắn. Không dấu cắn luôn. Lại nghĩ lại nuốt thẳng xuống luôn. Thì kêu em hơi dữ á. Nên là từ đó là em giống như là hay là bây giờ anh đặt em là tên Tuấn nuốt xương cá được không? Ờ. Trời xương ngoài. Cái gì? Nguyên bộ xương. Nguyên bộ xương luôn á. Nguyên bộ xương luôn. Trời. Bộ xương lại giống như là nó có mấy cái ấy á. Ờ. Vậy là đó là Tuấn là đã có một lần nuốt hài cốt con cá. Xong từ đó là ăn là phải bắt hai nhuyễn. Rồi. Ok, anh đã ấy được đồng cảm với câu chuyện của em.
Ủa này... có câu chuyện gì dính với hành tây không? Sao giờ bỏ hành tây ra? Không. Vậy thôi bỏ ở đây đi. Bỏ ở đây đi. Rồi ăn đi. Tội nghiệp lắm cái nhà. Tâm sự cái nhà luôn á, đúng ra là Tuấn thật sự là Mập ban đầu là Mập không có dự định là sẽ mời Tuấn vô team của Mập Food đâu. Nhưng mà nhiều yếu tố từ Tuấn á, Mập thấy Tuấn là một người nó đáng được giống như là được xuất hiện trên mạng xã hội cái nhà. Những cái đức tính của Tuấn á, khi mà Tuấn còn làm việc ở bên Funny Hùng á, cái này Mập cũng không ngại nhắc tên hay là gì đâu. Thì có những lần Mập cũng trò chuyện với Tuấn. Thì lúc đó anh Tuấn, cái kênh của Vinh Hùng á, nó cũng có bị cái tình trạng giống như vậy. Giống như Mập là hiện tại này nè, là nó bị flop. Thì Tuấn nó mới tìm, giống như là cái tình nghĩa trong Tuấn nó trỗi lên, nó mới tìm mọi cách để nó giúp kênh của Hùng. Tại lúc đó là chỉ còn có 2-3 anh em thôi là giật dậy cái kênh. Nhưng mà cũng thông qua đó là Tuấn mới phát hiện ra được là Hùng chơi không đẹp. Đó thì Tuấn nó mới hết mình với Hùng, nhưng mà nó Hùng lại suy nghĩ câu chuyện nó đi thêm một hướng khác, là nghĩ là này nó phá. Nó giống như là Tuấn nó muốn ăn 1000 trứng hùng vịt lộn, ủa là 1000 trứng cút lộn hay gì đó, là để cho một cái gì đó có một cái điểm nhấn. Nhưng mà không ngờ thì Hùng lại nghĩ là này nó phá nó. Kiểu như là Tuấn nó mới tâm sự mới nói là em cũng muốn làm một cái gì đó để cho dựng dậy cái kênh của ảnh, nhưng mà không ngờ ảnh nghĩ em là phá ảnh hay là gì để làm cho ảnh tốn tiền hay này kia. Nhưng mà Mập còn những cái đoạn tin nhắn là Tuấn nó nói với Mập luôn mà, là thì trở lại với câu chuyện đó, là đúng ra là bên team của anh em á là Mập không có nhận về, kiểu như là không có muốn, kiểu như là giật dây hay là gì hết. Nhưng mà riêng trường hợp của ông Tuấn thì mà thấy là nó là một người sống rất là đàng hoàng, cái nhà tuy là nhỏ nên nhiều khi á nó là người miền Trung, mà anh không có nói chung là người miền Trung nữa sao nha, nhưng mà kiểu như là ăn ngay nói thẳng á, đôi khi nó trả lời nó cũng hơi cục tính xíu, nhưng mà mình biết ở trong bụng nó nghĩ cái gì đó, nên không có bắt lỗi nó cả nhà. Cái này nó còn nhỏ mà nó chưa có ấy đâu, nó chưa có trải sự đời đâu, nó còn chưa biết mùi vị của con gái nữa mà. Cái đoạn này có nên cắt không ta? Không, nếu mà đoạn này lên đó chắc có nhiều cô gái tìm tới em lắm á. Ý giờ hiếm có người nào con trai mà 20-20 mấy tuổi mà như em đó, phải liền thật nghiệp. Rồi nhiều khi á là cái nhà cảm thấy nó nhiệt tình vậy, cái nhà cảm thấy là nó người của thằng này nó tham tiền hay là nó vì tiền để nó bắt chấp. Nhưng mà thật sự á là em nói cái điều kiện nhà em đi, giống như là nó cũng không có thiếu ăn thiếu mặc hay là gì giống như nhà, cũng đủ ăn đủ mặc, chứ nhiều khi nó là đại gia một vùng luôn á. Nên nó không phải là nó là một cái người gọi là vì tiền mà bắt chấp, nhưng mà nó nhiệt tình, nhiều khi nó nhiệt tình đó. Em nói chung là em thiệt luôn, nói chung là ai tin nào, chung là em đi với anh Linh hay là chút kỳ tì với anh Hùng mà lại không phải tiền cái này em nói thiệt. Nhưng mà ăn là phải có tiền trong mình, mà giống như là đi làm, giống như là giàu cỡ nào đại gia số 1, số 2 Việt Nam mà đi làm phải cần tiền chứ, đúng không? Rồi ăn tiếp đi. Chừng hết hồn mày, tự nhiên chỉ lưng quá hết hồn mày phải không? Em kể chuyện mà cô á sau lưng mày nghe câu chuyện nghe đồng cảm mà ngủ luôn. Ủa trời ơi, nhớ chưa? Nhớ lắm, cô mới thức à. Đó. Nó chứ tô phở này cũng không quá sức tinh tấn đâu, 5 tô được. Ừ.
Lý nhưng mà tô phở này cả mấy tô ấy? 8 tô. Nãy cái khoản được mà. Bánh mì chạy mấy ổ này mai order nè. Không cỡ nửa ký thôi, không hơn đâu. Nó cỡ bên kia à. Nó một ổ một thấy ra hết mà, một lò ra hết mà. 6 ổ là giữ rồi đã. 7 ổ. 7 ổ. Còn không muốn thôi đi mua bà thôi. Nếu muốn vớt hai cái vớt vô cho dễ. Ok, được rồi. Đây nè. Còn nóng lắm luôn á. Phở đây á, mà thấy nước béo nó vừa phải nè cả nhà. Còn ví dụ ai muốn xin nước béo thêm là xin thôi. Hôm nay thì anh Kim Dương cũng được. Sáng qua chơi hả? Sáng hôm qua chơi hả? Giờ đi có gì về anh nhắn cho biết nha. Thank you.
tô này. Có chứ, có nhiều. Phở rau đá có phở Việt Nam á, phở tên quán phở Việt Nam luôn á, người ta làm tại chỗ, làm bánh phở tại chỗ. Trời tưởng bưng nó hấp luôn nha. Đó, cái này là hết nước hết trái luôn nha. Cỡ nào mà tưởng không lụm được 1,5 triệu. Tôi có bảy không? Không, cái này là chỉ kêu là kiểu như 6 tô cái nhà. Còn ví dụ như mấy đứa nó muốn ăn tô với 7 thì mập vẫn kêu thêm nha, chứ không phải là giới hạn chỉ 6 tô thôi. Kiểu như lâu lâu mà sẽ đổi một cái gọi là một cái trò nó vậy để coi mấy đứa sức mấy đứa tới đâu á, rồi xong rồi mấy đứa rồi xong sẽ trở về cuộc sống bình thường. Sau này ăn cả 30 phút không? Không. Tiếng. Tiếng. Mày nói cho tao muốn vố mày cái rất chứ. Cái thằng anh vỗ lưng vuốt gai đó. Thank you.
Vịt này hấp dẫn ghê đó. Nè cả nhà. À, đúng rồi. Anh biết ngâm nó ngon hơn. Có chỗ người ta ngâm lên 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 màu xanh luôn á. Cảm nhận được hơi nóng trong người của Tấn thật thật lên tô nữa em. Rồi ok. Các anh sẽ có thưởng. Đây. Một triệu rưỡi dành cho em. Nè. Coi tôi có dính không? Có dính không? Coi chừng dính á, dính anh lỗ á. Quá hay cả nhà. Mà theo khả năng của em là còn ăn được nữa không? Chắc được nữa. À, nhưng mà à, thôi như đây thôi. Trời đất. Rồi thì sao ta? 6 tô. À, ở đây là đa số là mấy anh tài xế cả nhà, mấy anh tài xế ăn. Đó mà nói chung là cái nhà đi chỗ nào mà thấy mà mấy anh tài xế xe tải á, mà ăn nhiều á, cái nhà sắn vô đó cái nhà ăn là không bao giờ thất vọng. Mấy ổng là chi lùng mấy ông ấy được. Là mấy chỗ mà ăn ngon á, là mấy ổng hơi bị đỉnh á. Ừ đúng rồi. Trên thế giới là công nhận được một điều là cái giống như là cái họ mà đi đánh giá Michelin á, là cũng là từ những cái ở bên cái Michelin đó là vỏ sản xuất vỏ xe á nha. Cái nhà để ý mấy chỗ mà mấy cái bảng của mấy cái gara á thì có những cái bánh xe á, thì cái hiệu của đó là người ta sẽ có một cái đội để đi tìm những cái quán ăn ngon cho tài xế ăn. Đó nó cũng xuất phát từ tài xế á. Thì ở đây là cũng là một trong những cái quán mà gọi là tài xế nội dùng để người ta ăn. Đó. Thì em ăn em thấy phở là sao? Ngon không? Cái nước béo nó cũng vừa phải nữa nha, không có béo lắm đâu. Đó, thì hả? Đây là như buổi tối á, mẹ đi làm gì? Đi làm gì á, này ghé ở đây ăn cơm phở này. Đó. Còn ăn 6 tô sao? Có tôi nó no. Thì mập nốt hôm nay mai mập tiếp. Ôi ôi nãy nó không ngờ luôn á. 6 tô là hết tiền. Nó không nó kêu hồi nãy anh kêu là thôi mập mập nốt hôm nay thôi, nó kêu là vậy là mai mập tiếp. Sợ rồi thiệt luôn. Thì thôi cả nhà thì nếu mà cả nhà muốn ăn những cái tô phở giống như Tuấn á thì hãy ghé phở ù ở trên quốc lộ 22. Ở đây thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn cả nhà. Còn cái nhà thấy clip hay thì cái nhà cho Mập một like nha. Còn bây giờ thì Mập với lại Tuấn kết thúc clip này thôi. Cảm ơn cái nhà nãy giờ đã dành thời gian xem hết clip của hai đứa nha cái nhà. Hẹn gặp cái nhà vào clip sau. Bye bye.